chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Survey Việt và mình là Hà Thu. Như tiêu đề đã nói, trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn chiếc tai nghe không dây Surface Earbuds đến từ Microsoft, là sản phẩm có mức giá thấp nhất với $200. Surface Earbuds nằm trong chuỗi 4 thiết bị mới được Microsoft cho ra mắt trong năm nay. Chiếc tai nghe này có gì đặc biệt đến mức nó không chỉ là một chiếc tai nghe thông thường? Hãy cùng mình đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên về ngoại hình, ở đây thì chúng ta cũng sẽ có hai phần là phần hộp và phần tai nghe. Xét về phần hộp thì chúng ta sẽ có một vỏ hộp dạng kén với tông màu trắng là chủ đạo. Phần nắp mở có in hình logo Microsoft và ở phía sau trang bị cổng USB-C để sạc. Phần nắp dễ dàng đóng mở với cơ chế vỏ sò. Trọng lượng của chiếc hộp khi không có earbuds bên trong là 40g. Tiếp đến là nhân vật chính Surface Earbuds, hiện mới chỉ có một màu sáng so với cả headphone 2 có thêm màu đen nhám. Trọng lượng của thiết bị này là 7,2g. Vẻ ngoài nhìn khác biệt so với các tai nghe không dây khác bởi vì nó khá là to. Điều này là bởi phần touchpad của bạn có thể sử dụng trên thiết bị này. Về thời lượng pin cũng là một điều khá là ấn tượng. Bạn sạc pin bằng cách là hai chiếc tai nghe vào trong hộp và để cái hộp làm công việc của nó. Theo như Microsoft công bố thì thời gian sử dụng có thể lên tới 24 tiếng khi mà đem cùng với cả hộp sạc. Cơ bản thì thiết bị đạt được 8 tiếng với mỗi lần sạc mỗi bên và chỉ với 10 phút sạc thì sẽ đem lại cho bạn thời gian sử dụng lên tới 1 tiếng đồng hồ. Kế đến thì phải là lý do tại sao đây không chỉ là một chiếc tai nghe đơn thuần. Đầu tiên là về phần touchpad, bạn sẽ tương tác trực tiếp với cả chiếc tai nghe, bao gồm bật tắt nhạc này, chuyển nhạc hay trả lời cuộc gọi chỉ với việc là chạm vuốt và phần touchpad, rất đơn giản đúng không nào? Thiết kế của chiếc Surface Earbuds cũng khác với cả headphone 2 về việc là nó không được trang bị chống ồn. Vậy nên trong quá trình sử dụng ở những nơi mà nhiều tiếng ồn thì việc bạn có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, điều này không gây ra ảnh hưởng quá nhiều trong quá trình sử dụng. Với mỗi bên tai nghe thì Microsoft đã trang bị hai mic thu âm tích hợp ngay trên đó. Microsoft cũng đã phát triển và tích hợp công nghệ AI giúp hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng phần mềm PowerPoint. Khi bạn thuyết trình trên slide thì bạn nói và Earbuds cũng sẽ chuyển đổi trực tiếp từ lời nói của bạn thành văn bản và hiển thị trên slide PowerPoint. Ngoài ra, Microsoft cũng thiết kế 3 dạng tai silicone với kích thước nhỏ, trung bình và lớn giúp người dùng có thể lựa chọn và sử dụng sao cho phù hợp với mình nhất. Thiết bị có khả năng kết nối với hệ điều hành Windows 10, Android và cả iOS 9. Trên đây là những đánh giá đầu tiên của chúng mình về chiếc Surface Earbuds mới ra mắt của Microsoft. Trong các video tới đây thì mình sẽ đánh giá về trải nghiệm thực tế trên chiếc tai nghe không dây này và gửi các bạn sau nhé. Ý kiến của các bạn về chiếc tai nghe này như thế nào? Hãy để lại comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!